đến hẹn lại lên. Chào mừng tất cả anh em đam mê lịch sử đến với Hồi Ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương, nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, là người từng lăn lộn, chiến đấu tại những cứ điểm ác liệt nhất ở khu vực biên giới phía Bắc trong 8 năm 1979-1987. Thế nhưng ở chính nơi này, ông đã phạm vào một vết nhơ trong lịch sử, đó là việc vị tướng dày dặn kinh nghiệm chiến trường đã bỏ mặc thương binh, nướng nguyên một tiểu đoàn gây thiệt hại vô cùng lớn đến người và của, thậm chí còn làm ảnh hưởng xấu đến tinh thần chiến đấu của rất nhiều quân lính. Vậy lý do vì sao mà tướng Lê Mã Lương lại có hành động trái với kỷ luật chiến đấu của quân đội như vậy? Sau việc làm này, ông đã phải chịu trách nhiệm ra sao? Tất cả anh em hãy cùng Hồi Ức Thời Chiến đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Anh em thân mến, Thiếu tá Lê Mã Lương, sinh năm 1950, là một tướng lĩnh cấp cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông sinh ra ở Trung Thành, Nông Cống, Thanh Hóa, trong một gia đình liệt sĩ, bố đã hy sinh trong trận chiến Điện Biên Phủ. Ông tình nguyện đi bộ đội lúc 17 tuổi, từ 1968 đến năm 1974. Lê Mã Lương đã tham gia nhiều chiến dịch ác liệt đường 9 Nam Lào, Lao Bảo, Cửa Việt, Quảng Nam, Đà Nẵng. 20 tháng 9 năm 1971, Lê Mã Lương vinh dự được tuyên dương anh hùng quân đội khi mới 21 tuổi. Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Lê Mã Lương còn tham gia chiến đấu trong nhóm kháng chiến dân tộc thiểu số, Phunro, tại Tây Nguyên. Chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979, sau đó ông theo học khoa sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, rồi được bổ nhiệm làm giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho đến lúc nghỉ hưu. Năm 2006, ông chính thức được nhà nước phong hàm Thiếu tướng. Và nếu chỉ nhìn vào những thành tích đó thì chúng ta chắc hẳn sẽ rất ngưỡng mộ vị tướng này. Thế nhưng ít ai biết được rằng cuộc đời ông đã mắc phải rất nhiều sai lầm tai hại. Đầu tiên là trong chiến tranh biên giới năm 1979, Lê Mã Lương lúc đó là trung đoàn trưởng. Vì quá tự tin vào bản thân mình nên ông đã nướng quân một cách oan uổng, khiến một tiểu đoàn đã phải hy sinh thiệt hại vô cùng lớn. Ngay lúc đó Bộ Chỉ huy phải cử ngay tướng Hoàng Đan đến để thay tướng Lương. Khi tướng Hoàng Đan đến thì ông đã bật khóc vì thảm cảnh vô cùng kinh hoàng ở đó. Thi hài các tử sĩ nằm la liệt, khắp nơi là máu quân mình đã đổ. Mặc dù sau đó không ai nhắc đến sự đau lòng này nữa, nhưng ai cũng đều ngầm hiểu rằng ở thời điểm đó tướng Lương đã mắc phải sai lầm chí mạng. Thế nhưng không phải điều duy nhất khiến công lao của ông bị phủi sạch và hình ảnh của ông bị xấu đi trong lòng người dân, mà chính việc ông bỏ lại tử sĩ cùng những người bị thương. Đây là điều đi ngược lại hoàn toàn chính sách và tinh thần của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thời trẻ ông vốn là người yêu nước, vừa gan dạ vừa có tài, thậm chí nhiều cấp dưới của ông đều dành những lời khen cho ông. Vậy mà không hiểu lý do vì sao lại khiến một vị tướng dày dặn kinh nghiệm chiến trường đi ngược lại với đạo đức truyền thống như vậy. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Thời gian gần đây, mạng xã hội, đội ngũ cán bộ, nhất là các cựu chiến binh thường bàn luận về trường hợp Lê Mã Lương với phát biểu tại một tọa đàm có sự tham gia của một số người mang tư tưởng chống đối, tiêu cực như là Chu Hảo, Nguyễn Xuân Việt. Trong phát biểu của mình tại một buổi tọa đàm, ông Lê Mã Lương còn phê phán Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao không dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Đặc biệt là ông Lê Mã Lương còn tuyên bố sẽ cầm đầu anh em cựu chiến binh đến hỏi tội Bộ Ngoại giao. Như chúng ta đã biết, đấu tranh ngoại giao là hết sức khó khăn, phức tạp. Việc đấu tranh ngoại giao đối với vấn đề về Biển Đông lại càng khó khăn hơn, đòi hỏi ta phải tỉnh táo lựa chọn những phương sách hợp lý. Tất cả vì mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn nền hòa bình, sự ổn định. Nhiều người cho rằng tướng Lê Mã Lương chưa có kinh nghiệm gì về ngoại giao, có đầy đủ thông tin về Biển Đông, nhất là những chủ trương chính sách, việc làm cụ thể nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng, Nhà nước hay không mà lại vội vàng chê trách. Ngoài ra, vào ngày 8 tháng 10 năm 2019, trên mạng chia sẻ YouTube có phát tán nội dung được cho là tọa đàm khoa học về vùng biển Bãi Tư Chính và luật pháp quốc tế. Trong đó, Thiếu tướng Lê Mã Lương đã có những phát ngôn gây xôn xao dư luận. Theo đó, tại hội thảo về Bãi Tư Chính hôm 6 tháng 10 năm 2019, Thiếu tướng Lê Mã Lương bất ngờ nhận xét về hai vị đại tướng cao cấp trong quân đội Việt Nam là Lương Cường và Ngô Xuân Lịch. Ông Lương cao hứng về các tướng lĩnh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay, từ lớp đại tướng trở xuống đều không biết chiến tranh là gì, chứ đừng nói cầm súng. Như đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng vậy. Còn về đại tướng Ngô Xuân Lịch thì là trường hợp đầu tiên trong lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam lại có một bộ trưởng quốc phòng không đọc được bản đồ, không cầm nổi bản đồ đi thực địa. Ông Lê Mã Lương chê bai từ đại tướng bộ trưởng và các tướng lĩnh quân đội trở xuống đều dốt, kém, thậm chí còn chê đại tướng, bộ trưởng Bộ Quốc phòng không biết đọc bản đồ, không ra thực địa. Thế nhưng như chúng ta đã biết, đại tướng Ngô Xuân Lịch đi từ chiến sĩ lên,
ông Lịch nhập ngũ vào giai đoạn chiến tranh Việt Nam diễn ra ác liệt nhất. Từ tháng 1 năm 1972 đến tháng 7 năm 1973, ông Lịch là chiến sĩ, tiểu đội phó, tiểu đoàn 14, sư đoàn 320. Từ tháng 8 năm 1973 đến tháng 10 năm 1974, ông Lịch là tiểu đội trưởng, tiểu đoàn 14, trung đoàn 55, sư đoàn 341, còn gọi là đoàn Sông Lam. Quân khu 4 thành lập tại Nghệ An, ngay sau đó ông cùng đơn vị tham chiến trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Chỉ tính giai đoạn từ tháng 11 năm 1974 đến tháng 10 năm 1978, ông đã là trung úy, trung đội trưởng, tiểu đoàn 14, trung đoàn 55, sư đoàn 341, tham chiến trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau đó là ông Lịch tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam. Vị trí này mà không biết đọc bản đồ tác chiến hay sao? Còn về Đại tướng Lương Cường, ông nhập ngũ năm 1975, rồi tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, chống quân Trung Quốc xâm lược suốt từ năm 1979 cho đến năm 1988, thảm khốc thế nào thì mọi người đều biết. Sau này tới năm 2002, ông giữ chức Cục Phó Cục Cán Bộ, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vậy mà tướng Lê Mã Lương lại nói rằng hai ông này, một là không biết gì về chiến tranh, một là không đọc được bản đồ, không cầm nổi bản đồ đi thực địa. Cỡ trung đội trưởng mà không đọc được bản đồ thì vào chiến trường nướng bao nhiêu quân? Ủy viên Đảng ủy Tiểu đoàn 14, Trung đoàn 55, Sư đoàn 341, Quân khu 4, ở vị trí này mà không biết đọc bản đồ tác chiến sao tương lương? Những con người đã kinh qua, trải nghiệm sự gian khổ của chiến tranh, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội và phấn đấu, nỗ lực để chứng minh khả năng của mình, được lựa chọn để gánh vác trọng trách thì ông Lương không thể tùy tiện phán xét. Có thể trong chiến tranh lúc ấy, những chiến công của tướng Ngô Xuân Lịch và tướng Lương Cường không nổi tiếng và hào hùng bằng những chiến công của tướng Lê Mã Lương. Nhưng bất kể ai đã cầm súng vào sinh ra tử, nếm mùi thuốc súng, máu và nước mắt đều đáng được tôn vinh và trân trọng. Người đời thường hay nói khiêm tốn bao nhiêu cũng chẳng đủ, tự kiêu một lúc cũng là thừa. Việc tướng Lê Mã Lương chê bai các tướng khác trước một diễn đàn như thế là không nên, rất dễ làm cho dư luận hiểu lầm, hiểu sai về các tướng lĩnh. Với lại việc quân cơ cốt ở bí mật, chuyện bộ trưởng đi thực địa hay là xem xét quân tình hiện nay thì chắc chắn tướng Lương đã nghỉ hưu, không phải là người có trách nhiệm để được biết. Cổ nhân dạy, tướng soái ngồi trong màn trướng mà quyết thắng ngoài trăm dặm. Khi chiến tranh xảy ra thì hào khí Việt Nam mới bộc lộ, mới là lúc cần dụng võ chứ không cần khoe khoang, giống như bông lúa chắc hạt luôn lặng lẽ cúi mình. Nhớ lại thời chống Mỹ, thanh niên Việt Nam đã từng ngưỡng mộ một thanh niên có tên là Lê Mã Lương, coi như thần tượng bởi câu nói nổi tiếng để đời: cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù. Noi gương người thanh niên ưu tú Lê Mã Lương thủ ấy, có biết bao thanh niên của nước Việt nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã hăng hái lên đường tòng quân giết giặc. Họ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình cho đất nước, góp cả máu xương để giải phóng dân tộc và thống nhất Giang Sơn. Có thể nói Lê Mã Lương là tấm gương sáng của anh giải phóng quân, là biểu tượng huyền thoại của niềm tin chiến thắng. Lý tưởng cao đẹp của các anh là cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh kẻ thù. Nhưng buồn thay, hình ảnh anh hùng Lê Mã Lương đã bị vật đục khi mà thời gian gần đây ông luôn có những phát ngôn thiếu cẩn trọng, gây sốc. Tướng Lê Mã Lương thường xuất hiện với những tấm hình chụp chung với những người đã từng có những hoạt động chống phá nhà nước, nhẵn mặt trong các buổi tưởng niệm trá hình tại vườn hoa Lý Thái Tổ và tượng đài Cảm Tử Quân, thành phố Hà Nội để chống phá nhà nước mà biết bao người đang phục sự đã từng cống hiến tuổi xuân và cả máu xương để bảo vệ. Thật đáng tiếc, một vị tướng đã một thời vang bóng, được người dân ngưỡng mộ và tôn vinh là anh hùng lực lượng vũ trang. Ông từng là người lính xông pha trận mạc, lập nhiều chiến công xuất sắc và cũng để lại một phần xương máu của mình trên chiến trường. Nay lại có những hành động làm mất đi vẻ đẹp mà ông đã từng có. Phải chăng người lính chiến Lê Mã Lương năm xưa đang thay đổi? Từ những sự việc trên, có thể thấy những phát biểu của ông Lê Mã Lương là bịa đặt. Càng nguy hiểm hơn khi những phát biểu ấy nhân danh thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang như Lê Mã Lương là cơ hội vàng để kẻ địch lợi dụng chống phá, bồi nhọ Đảng, nhà nước và quân đội ta. Nhiều cán bộ, đảng viên, các cựu chiến binh và nhân dân khẳng định Lê Mã Lương đã tự diễn biến, tự chuyển hóa. Bởi vậy cấp ủy nơi ông sinh hoạt Đảng cần xem xét kỷ luật nghiêm khắc. Anh em nghĩ sao về những hành động và phát biểu của tướng Lương? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.